Hello các bạn, hôm nay các bạn cùng Mia Rose móc mẫu nón God Hat ha. Cho mấy mèo đi chơi dịp Halloween sắp tới nha. Mình dùng len này ha, với một chút xíu màu đen à. Mình dùng kim tulip hai đầu, sử dụng đầu 6-0, tương đương 3.5mm. Rồi, làm vòng tròn ma thuật. Lên cho mình một bính. Một bính. Móc 6 mũi nửa kép vào vòng tròn ma thuật. Kéo nhỏ nhỏ là mình dễ cầm hơn. Đó. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Kéo lại. Mũi trượt kết thúc hàng thứ nhất. Đến hàng thứ hai, mình sẽ móc mỗi chân mũi 2 mũi nữa kép. Tổng cộng sẽ có 12 mũi nữa kép. Lên một bính. Nẹp cái sợi này lại luôn các bạn, nẹp một đoạn rồi mình cắt. Mỗi chân mũi 2 mũi nữa kép cho mình ha. 1 2 đó. Mỗi chân mũi 2 mũi nữa kép cho mình. 1 2. Rồi, bạn móc tiếp tục như vậy ha. Rồi cái sợi này mình cắt nha, cắt nè. Mình đã đủ 12 mũi nữa kép rồi. Đây nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mũi trượt vào cái mũi kép. Xin lỗi, mũi nửa kép đầu tiên của khi nãy đó. Kéo sợi qua. Kết thúc hàng thứ 2. Lên hàng thứ 3. Mình sẽ có 18 mũi nữa kép. Mình sẽ móc 1, 2, 1, 2. Tức là chân đầu tiên sẽ là một mũi nữa kép, chân thứ hai là hai mũi nữa kép, nó tăng đó bạn ha. Rồi lên một bính, chân đầu tiên móc một mũi nữa kép, chân thứ hai hai mũi nữa kép, 1, 2. Rồi mình lặp lại cái cụm này, 1, 2, 1, 2. Mình đã xong 18 mũi nữa kép. Mũi trượt kết thúc hàng thứ 3. Đến hàng thứ 4, mình sẽ có 24 mũi nữa kép. Mình sẽ tăng 1 1 2 1 1 2, tức là hai chân, mỗi chân một mũi nữa kép, chân thứ ba sẽ là hai mũi nữa kép chung chân. Rồi lên một bính, móc mũi nữa kép vào chân đầu tiên, đến chân thứ hai một mũi nữa kép nữa, chân thứ ba là hai mũi nữa kép chung chân. Rồi bạn lặp lại cái cụm này ha. Hết hàng cho mình. Mình đã có 24 mũi nữa kép.
mũi trượt. Kết thúc hàng thứ tư. Đến hàng thứ năm, mình vẫn mình không tăng mũi ha, mỗi chân mũi một mũi nữa kép và vẫn có 24 mũi nữa kép ở hàng này ha. Lên một bên. Rồi. Mỗi chân mũi một mỗi chân mũi một mũi nữa kép cho mình. Đó. Khỏi cần đếm luôn. Cứ thẳng tiến mũi nữa kép, thẳng tiến. Đã đủ 24 mũi nữa kép. Mũi trượt kết thúc hàng thứ 5. Đến hàng thứ 6 là cái hàng bắt đầu mình chỉ chia hai cái space các bạn ha, làm hai cái hole cái space á để bỏ phần tay mèo vào ha. Rồi, lên một bính. Móc cho mình 7 mũi nữa kép vào 7 chân mũi. 1 2 3 4 5 6 và 7. Lên 11 bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Bỏ 5 chân mũi. 1 2 3 4 5. Rồi, móc mũi nữa kép vào chân mũi thứ 6 ha. Rồi, mình sẽ lặp lại cái cụm bên này. À, ở đây có 7 mũi nữa kép thì bên này cũng có 7 mũi nữa kép. Nhưng mà ở đây mình đã có 1 mũi rồi nè. Đó, 1 rồi. Rồi. Đếm tiếp. 2 3 4 5 6 và 7. Lên 11 bính giống bên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Nè bạn đếm là 1 2 3 4 5 đó ha, vẫn bỏ 5 chân mũi trượt vào cái mũi nửa kép đầu tiên nè, kết thúc hàng thứ 6 cho mình. Rồi, mình đã xong hàng thứ 6. Nó có hai cái tay nè, chỗ này để hai cái tay mèo nè. Đến hàng thứ 7, mỗi chân mũi là một mũi nữa kép cho mình nha. Lên một bính. Mỗi chân một mũi nữa kép cho mình. Vào cái space này mình sẽ cho 13 mũi ha. 13 mũi nữa kép. À, cái chỗ này tùy theo bé mèo nhà bạn ha. Bé mèo, bé cuốn gì đó thì bạn có thể tăng phần chóp này chút xíu, tăng cái độ rộng của cái phần này ha. Rồi mình sẽ cho 13 mũi nữa kép vào đây. 12, 13 vậy đó. Mình sẽ cho 13 đi. 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Đó. Kéo cho nó tản đều, nó đều trong cái trên cái dây chuyền này. Đó, mình thấy ổn hơn, tại lúc đầu mình làm á bé nó hơi bị rộng cái chỗ này. Giờ mình làm mình điều chỉnh lại. Rồi. 7 mũi nữa kép trên 7 chân mũi ha. Nhớ cái chợ đừng có chừng bỏ sót cái chỗ này nè ha. Chỗ này là mũi nửa kép đầu tiên của cái ở phía dưới nè. 1 nè. 2 3 4 5
6 và 7. Đó, nó đủ 7 mũi của người ta. Rồi, vào đây là 13 mũi nữa kép giống như bên này. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, ba, mười, ba. Trượt kết thúc hàng thứ bảy. Rồi, đến hàng thứ tám, móc mỗi chân một mũi nữa kép cho mình ha. Đây một bên, mỗi chân một mũi nữa kép. Đó. Rồi, bạn móc tới đây ha. Rồi, mũi trượt kết thúc hàng thứ 8. Lên hàng thứ 9, bạn sẽ tăng cho mình, tức là 3 mũi nửa kép vào 3 chân mũi. Đến chân mũi kế tiếp sẽ là 2 mũi nửa kép chung chân nha. Lên 1 bính, 3 nửa kép vào 3 chân mũi nè. 1, 2, 3. Rồi, đến chân thứ 4, chân kế tiếp, 2 mũi nửa kép chung chân. Mình tăng mũi các bạn. Rồi, mình sẽ lặp lại cái cụm này ha. 1 nè, 2, 3. Rồi, 2 mũi nữa kép chung chân. Rồi, lặp lại ha. Lặp lại cho đến hết hàng. Mũi trượt kết thúc hàng thứ 9. Lên hàng thứ 10, mình sẽ cũng móc mỗi chân một mũi nữa kép, nhưng mà mình không có đâm vào chân ha. Mình sẽ móc mũi ngoặt trước ngoặt sau các bạn ha. Lên một bính nè. Rồi. Ngoặt trước ha, ở phía trước nè. Mình nằm lại nè. Đâm kim vào mũi nữa kép phía dưới. Kéo sợi luồn qua. Đó, mình đã có một mũi nữa kép ngoặt trước. Rồi, đến mũi nửa kép ngoặt sau. Mũi nửa kép kế bên nè, hàng dưới nè. Kéo qua. Kéo lên. Rồi, tiếp tục lặp đi lặp lại. Đâu có khó đâu ha, dễ ha. Kéo. Rồi, bạn móc tiếp tục như vậy cho mình đến hết hàng thôi. Mũi trượt kết thúc hàng thứ 10. Mũi ngoặt trước ngoặt sau các bạn, làm nên những cái vân này nó nổi lên á. Đến hàng thứ 11, hàng cuối cùng, mình sẽ móc mỗi chân mũi một mũi đơn ha, cho nó ôm cái viền nón lại ha. Tại mình móc cái mũi ngoặt trước ngoặt sau nè, nó sẽ hơi bè ra, cái nó không ôm cái đầu của bé mèo, nên mình sẽ móc mũi đơn. Lên một bính, móc mỗi chân một mũi đơn cho mình. Đó, mỗi chân một mũi đơn. Rồi, bạn móc đến hết hàng cho mình nha. Móc đến hết hàng cho mình. Rồi, trượt kết thúc hàng mũi đơn, hàng cuối cùng. Kéo lên, cắt sợi ha. Rồi, mình luôn, mình giấu sợi. Rồi, đã giấu sợi xong rồi. Bây giờ
đến phần mắt ha. À, vì cái này mình làm mắt các bạn. À, mình thấy cái sợi nó to và khi đính lên đây nó nhìn nó lòi lòi mà nó to quá so với cái chóp này ha. Mình sẽ rút ra bớt một sợi ha. Mình sẽ rút ra bớt. Đó. Rút ra bớt, mình lấy cái phần sợi nhỏ là ha, khoảng bằng là khoảng 30-40 cm nha. À, nó đủ móc. À, mắt nhỏ như thế này. Mình rút ra bớt một một sợi ha. Ở đây mình còn ba sợi nó nằm ở trong này. Rồi. Mình chọn xoay kim nhỏ lại ha. Rồi, mình làm vòng tròn ma thuật. Kéo sợi lên. Lên một bính. Rồi, móc cho mình 8 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật là xong một con mắt rồi đó. 2 3 4 5 6 7 và 8. Nha. Vậy là nó to vừa đủ luôn. Chứ để nó to quá nó không hợp. Mình đã có hai cái con mắt rồi, mình đính vào đây ha. Bạn có thể dán keo cũng được, còn không bằng mai đính cũng được, cho nó xuống chút xíu. Mình đã kết hai mắt và miệng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái phần cái quai nón nha. Mình sẽ đánh dấu tạm ở đây. Đó, mình đánh dấu tạm ha. Hai bên. Rồi, lật mặt trong ra. Mình sẽ cho phần quai nón nằm phía nằm ở chỗ này ha. Chỗ này. Đây. Chéo qua lại để cho nó được có vuột ha. Rồi, lên cho mình khoảng 50 bính đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, đã được 50 bính ha. Cắt sợi. Mình rút nó lại luôn. Mình rút nó lại luôn, cắt sát nó. Rồi mình giấu sợi đây luôn ha. Rồi, phía bên này nha, cũng làm tương tự ha. Bạn nhớ buộc cái dây nón nới tay ha, lỏng tay ha. Bé nhà mình lúc đầu không biết cái buộc chặt quá trời luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Mia Rosé. Bye bye.